Nếu có muốn quan tâm sâu sắc về chiều cao, chắc hẳn bạn đã nghe nhắc đến hàng vạn lần cụm từ sụn tiếp hợp hay cốt hóa xương. Thế nhưng không phải bạn nào nghe xong cũng hiểu đúng và cụ thể về cụm từ này, đúng không nào? Vậy trong video hôm nay, hãy cùng làm sao tìm hiểu về chủ đề này nhé! Đầu tiên, chúng mình cùng tìm hiểu ý nghĩa của hai cụm từ sụn tiếp hợp và cốt hóa xương. Sụn tiếp hợp là gì? Đây là phần mô mềm dẻo nằm ở đầu xương và thân xương. Các lớp sụn sẽ liên tục biến đổi trong quá trình phát triển chiều cao. Khi lớp sụn cũ hóa xương, lớp sụn mới sẽ nhanh chóng tăng sinh và thay thế sụn cũ. Vậy còn cốt hóa xương là gì? Song song với sự biến đổi của sụn tiếp hợp chính là quá trình cốt hóa xương. Theo các nghiên cứu thì đây chính là quá trình mà các xương biến đổi từ mô liên kết mềm dẻo thành liên kết rắn đặc. Hay nói một cách ngắn gọn và đơn giản hơn, chính là quá trình sụn tiếp hợp hóa thành xương. Và khi sụn tiếp hợp đã hóa thành xương hoàn toàn thì chiều cao của bạn cũng sẽ ngừng tăng lên. Vậy rồi, làm thế nào để tăng chiều cao tối đa trước khi xương cốt hóa hoàn toàn? Như làm sao để Cao đã hướng dẫn ở những video trước, để tăng chiều cao hiệu quả, bạn cần đáp ứng được 3 yếu tố cơ bản gồm có dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ. Đầu tiên, chúng ta cùng nói về dinh dưỡng. Để quá trình cốt hóa xương diễn ra thuận lợi, bạn cần tăng cường sự có mặt của canxi, phốt pho, magie, vitamin D và nhiều khoáng chất khác có trong khẩu phần ăn hàng ngày. Những nhóm thực phẩm như hải sản, các loại cá, rau củ quả và một số loại hạt sẽ giúp bạn thực hiện điều này. Và đừng quên, sử dụng thực phẩm bổ sung canxi và bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho xương cũng là một cách hay tạo điều kiện tốt nhất để chiều cao phát triển tối đa. Thứ hai, về vận động cơ thể. Ngoài dinh dưỡng, hoạt động thể chất cũng là một cách kích thích quá trình cốt hóa xương diễn ra hiệu quả. Khi bạn vận động, hệ thống cơ bắp sẽ được tăng cường săn chắc, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, từ đó thúc đẩy quá trình tăng trưởng của cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, vận động còn là cách kích thích tuyến yên sản sinh hormone tăng trưởng và củng cố sức khỏe của hệ thống xương sụn khớp. Những bộ môn thể thao như kéo căng cơ, kích thích cột sống chẳng hạn như bơi lội, xa đơn, bóng rổ, bóng chuyền, yoga, đạp xe, chạy bộ sẽ hỗ trợ quá trình cốt hóa xương diễn ra tốt hơn. Thứ ba, về giấc ngủ. Đừng quên rằng quá trình cốt hóa xương chủ yếu diễn ra vào ban đêm khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi. Vậy nên ngủ sớm, ngủ đủ giấc là điều mà các bạn cần làm nếu muốn tăng chiều cao nhanh chóng. Và cũng đừng quên, lượng hormone tăng trưởng tiết ra vào ban đêm cũng lớn hơn rất nhiều so với ban ngày, nhất là khung giờ từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng hôm sau. Vậy nên, hãy nhớ đi ngủ trước 10 giờ đêm mỗi ngày và đảm bảo rằng từ lúc 11 giờ, cơ thể đã bước vào trạng thái ngủ sâu giấc nhất. Ngoài ra, một số thói quen khác trong lối sống cũng có thể tác động đến quá trình cốt hóa xương, giúp bạn tăng chiều cao nhanh hơn. Hãy nhớ không dùng chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia. Kiểm soát cân nặng thường xuyên, dành thời gian hoạt động ngoài trời chỉ khoảng 10-15 phút thôi cũng được và hạn chế ăn đồ ngọt. Hy vọng rằng sau video này, bạn đã hiểu hơn về quá trình cốt hóa xương. Nhớ like video, nhấn theo dõi kênh ở phía dưới để là người đầu tiên nhận được thông báo về video mới nhất nhé!